Dạ. Con xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Đầu video thì cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả anh ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cái cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những khu nghĩa địa, những nơi có vong ma, vong quỷ đang tu luyện ở cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ quay trở lại một cái khu nhà màu ở giữa một cánh rừng nữa nha. Thì khu nhà màu này thì chắc lẽ cả nhà mình có xem những cái video của con lúc trước á thì chắc cũng là rất là quen thuộc. Thì hôm nay cũng khá lâu rồi con không có quay trở lại đây. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ quay trở lại đây để mà mình khám phá, mình tìm hiểu xem có vong nào về tại trú ngụ hay không. Để trước là mình khuyên giải, mình độ quá vong, sau đó mình sẽ cúng kiến cho vong dùng, rồi mình gửi vong đi về chùa, về núi để cho vong tu hành học đạo, để giảm bớt cái nghiệp, giảm bớt cái oán hận ở cõi ta bà này, để sớm được đi đầu thai chuyển kiếp luân hồi để làm một kiếp người mới nha cả nhà. Dạ thì con cũng không làm mất nhiều thời gian của cả nhà. Thì bây giờ con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiến vào trong đây để mình cùng nhau khám phá, cùng nhau giúp đỡ cho các vong linh đang trú ngụ ở đây được đi về chùa về núi nha cả nhà. Thì đầu video thì con cũng xin cả nhà mình có thể là xem video và cho xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, cũng như một lượt chia sẻ để tạo thêm cái động lực, tạo thêm cái tinh thần mà con có thể trước là đi khám phá tâm linh để giúp đỡ cho các vong linh, sau nữa có thể là có thêm một ít kinh phí để con có thể là mua bánh trái, hương nước để đi cúng cho các vong nha các nhà. Do là kênh con cũng bị trục đề sức, không chỉ về riêng kênh của con, kênh của anh Lê Trung, kể cả của anh Lâm Nguyễn, kênh nào cũng bị mất đề sức các nhà. Nên thì cũng mong cả nhà mình đó, thì xem video của ba anh em thì có thể là cho cả ba được lượt like, quyền lượt đăng ký kênh nha các nhà. Thì chỗ này thì con cũng khá là lâu rồi không có đến đây, thì không biết hôm nay mình có duyên với linh nào trong đây hay không nha cả nhà. Để mình đi cũng khá là lâu hả cả nhà. Dạ. Ủa nhà nghe không quá nha. Cũng đang nghe có tiếng gì cả nhà ơi. Ủa mới nghe có cái tiếng gì cả nhà. Dạ, nam mô Đà Phật. Nhà nghe không cả nhà? Con nghe có tiếng gì cả nhà? Dạ, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì ngày hôm nay tôi đến đây á thì cũng muốn giúp đỡ cho các vong linh đang lang thang có khá cõi ta bà này, có thể là dùng những phần lễ. Tôi muốn gửi vong đi về chùa về núi để mà vong tu hành học đạo, chứ tôi không có gì xấu nha. Thì mong rằng ai đang trú ngụ đây có thể ủa đâu rồi, đâu nha. Dạ thì tôi biết rằng hiện tại đang có vong đang trú ngụ ở đây, thì vong cứ bình tĩnh, đừng có sợ. Tôi đến đây chỉ là muốn giúp đỡ cho các vong thôi, chứ tôi không có gì xấu. Vong có thể hoan hỷ xuất hiện ra cho thấy được không ạ?
Hôm nay tôi đến đây á thì cũng có mang theo cơm, bánh và trái cây để cúng cho các vong linh á. Thì tôi hy vọng vong có thể ra giao tiếp mấy chuyện để mình có thể hiểu rõ nhau hơn. Rồi tôi sẽ cúng kiến cho các vong dùng. Tôi sẽ gửi vong đi về chùa ha. Tôi nói thật, tôi không phải thầy pháp, tôi không phải là người xấu đến đây để bắt các vong linh đâu. Chị ta cho mất tiêu luôn đó nha. Ồ kìa kìa nha, kìa hình như thấy đứng ngay chỗ góc cột đó nha. Để đặt cái máy đó nha, cái nha giống lắm. Ở đứng rồi, đứng rồi, đứng rồi cái nha. Bây giờ nó mua. Trời đất ơi, gì vậy cha? Thả ra coi. Làm gì thả? Làm gì trói tao? Tự nhiên bay ra làm gì? Tao bay ra tao mừng. Cái gì? Mừng gì ông nội? Tao mừng có bạn đến chơi với tao. Ừ, gì nữa không ba? Trời đất ơi, tưởng tượng bay ra qua trói tôi chứ. Có đâu. Thiệt không á nha. Thiệt. Tại tao ở đây vắng vẻ quá. Tao thấy mày lãng vãng đến, tao tưởng đâu mày là bạn. Ê, trời, giống trời. Tao. Tao ra tao mừng. Ê bậy à, bậy à. Tôi không phải là bạn ông. Tôi mày là gì? Tôi là người đi giúp vong chứ bạn đâu ra. Nãy tôi không tưởng tôi là hồn ma hay gì mà nói bạn. Đúng rồi, tao tưởng đâu mày á là vong linh hồn ma giống tao. Tao tưởng nó có bạn tới chơi với tao rồi. Trời ơi, ơi. Tan dày một kêu hồn ma. Ông khơi ông ngứa rồi. Ai biết đâu, mày cũng biết rồi. Ban đêm ban hôm tăm tối mà tao nhìn mày lờ mờ. Tao tưởng đâu mày giống tao. Rồi giờ mắc gì ông vô ông. Có phải ông hồi nãy ông hù ông rơi ông rú vậy phải không? Phải ông không? Là tao đó. Trời ơi, sao vậy? Tự nhiên vô tao vô ông rơi ông hú làm chi vậy? Tao rơi tao hú coi cái mày có hú lợi hay không. À được. Hú lợi mới chịu à. Giao tiếp ngôn ngữ hả? Đúng rồi. Đâu có rảnh vậy? Mày, trời ơi. Tao hỏi mày này coi. Hỏi gì nữa? Mày nói mày giúp đỡ cái vong linh hồn ma như tao. Ừ. Mày là cái gì mà mày giúp đỡ vong linh hồn ma như tao chứ? Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Xạo mày, người bình thường sao giúp được? Phải là thầy, bà hay là pháp sư hay là cái gì mới được chứ? Là gì có, tôi là chỉ là một người bình thường đến được xin cấp phép xác lệnh của bề trên để thấy được các vong linh. Trước là cúng kiến, sau đó thì sẽ gửi vong linh đi về chùa và nối tu hành nhập đạo thôi. Chứ tôi không phải thầy bà, tôi đâu có luyện những cái phép thật tạ thật gì đâu mà thầy bà. À, vậy là mày á được bề trên chỉ dẫn. Đúng. Để đi tìm vong linh như tụi tao giúp đỡ á hả? Đúng rồi, mô Phật. Trời ơi, mày nói gì tao hiểu rồi. Ừ. Mà giúp đỡ cái gì? Giúp đỡ mà trói người ta vậy mà nó giúp đỡ cái gì? Không không, cái này gọi là cái phản xạ tự nhiên. Thôi giờ bình tĩnh, tôi thả ông ra ha. Tại vì ông mới tới ông bay ra buộc phải trói ông chứ sao? Tại nãy tao bay ra tao mừng mà tao mừng hơi lố. Trời đất ơi, tưởng tao bay ra quýnh tôi. Rồi thôi bình tĩnh, tôi thả ông ra rồi tôi với ông ngồi tâm sự ha. Được rồi, thả ra đi. Em ơi, Phật. Trời gì đâu mà càng trói càng siết hả? Ai mượn ông giải anh chi? Trời ơi. Rồi rồi ngồi xuống đi, tâm sự xíu coi. Tâm sự gì bạn? Trời ơi bạn đâu mới chịu rồi, nó mất nhiêu tuổi mà kêu tôi bạn, tôi nhỏ xíu tuổi à. Ủa tao mất lúc 28 tuổi hả? Ồ vậy hả? Mất lâu chưa? 11 năm rồi. 28, 38, lớn tôi hai mấy tuổi ông ơi. Kêu em đi chứ bạn kỳ quá. Nó bạn bè đi cho nó thân mật mấy. Vậy bạn bè phải không? Ừ. Vậy tôi xin phép là tôi sẽ kêu em bạn nha. Ừ. Rồi, bạn tên gì? Tao tên Dũng. Bạn Dũng hả? Còn bạn tên gì? Hả? Tôi tên Đạt. Trời ơi, biết rồi. Ngồi xuống tâm sự luôn, lỡ rồi. Rồi bạn Dũng đến đây trú ngụ lâu chưa bạn Dũng? Tao đến đây trú ngụ 20 mấy ngày rồi. Ồ, vậy hả?
Thì bạn ở đây trú ngụ rồi, có ai cúng kiến cho bạn dùng, có kiếm gì được dùng không? Có mày, hôm bữa tao có một cái món này ngon lắm. Món gì? Nói tôi nghe coi. Hôm bữa tao đi ở ngoài kia kìa. Có cái chủ nhà đó làm như là tối là lấy cốt dòng họ hay gì đem về nhà để xây mồ mả hay gì đó. Rồi á, tao thấy cũng trái cây nè, rồi trà, rồi nước nữa, rồi có dĩa tam sơn mà có tôm với trứng nữa mày. Tao bay vô hả, tao lụm cái dĩa đó, tao dùng cái dĩa đó ngon quá trời luôn mày. Trời ơi, tới giờ tao còn nhớ cái mùi vị đó luôn á, ngon cái ghê. Trời ơi, của người ta cúng để mà lấy hốt cốt rồi về họ, hay về ông bơm dứt luôn. Rồi thì người ta cúng xong rồi, người ta làm xong người ta bỏ đi, tao mới bay vô tao hốt tao ăn chứ bộ. Trời đất mày cũng biết rồi, cõi tàu bà này nó đói mà có thấy được vậy là mừng thấy mẹ luôn á. Rồi bạn Vũ mất lang thang cõi tàu bà này bao lâu rồi? Tao lang thang cõi tàu bà này mười mấy năm. Quên rồi. nãy nó 11 năm. Ôi, xin lỗi nơi nhờ quên nơi không nhớ. Còn ngày xưa bạn sống ở đâu? Ngày xưa quê tao sống ở Đức Hòa. Đức Hòa? Đúng vậy. Đức Hòa Long An hả? Đúng rồi. Chúng ta chung tỉnh rồi. Tôi cũng tỉnh Long An nè. Nhưng mà hiện tại tôi đang sống ở, nói chung là ngày xưa là ở một quá. Còn bây giờ anh đổi mới lắm, mười mấy năm rồi anh đổi rồi. Kiến Bình cái gì lứa đó. Hồi trước thì tao chỉ biết tao ở đó thôi. Còn bây giờ đổi tỉnh hay là phường hay là xã gì thì tao cũng không có biết nữa mày ơi. Nói chung giờ ông mất mười mấy năm rồi, nó cũng nhiều cái thay đổi lắm. Đường xá bây giờ cũng lên nhựa rồi, cái ngày xưa chắc đường đất đường đá không cái gì đúng không? Đúng rồi. Rồi sao Đức Hòa phải lang thang tới tận đây với vậy? Rồi ông nhớ đường không? Ông nhớ ở ấp nào tỉnh nào không? Rồi tôi biết, tôi giúp đỡ cho ông đưa về nhà trong gặp ba mẹ rồi tôi đưa về chùa. Tao hả? Mà còn nhớ hả? Tao là con của mày luôn á. Trời ơi. Thiệt với mày hả? Lúc tao còn sống á. Không may á là tao bị á, chắc tao nghĩ tao chết quan á. Rồi xong hả? Hồn tao hả? Lúc mà bị mất đó, nó sức ra lang thang vất vưởng luôn. Rồi hả, tao không biết là chỗ đó là chỗ nào luôn nữa. Rồi á, từ lúc tao xuất ra, tao cứ gọi á, ba mẹ ơi cứu con, ba mẹ ơi cứu con. Trời đất ơi. Rồi á, tao bỏ tao chạy, tao lang thang á. Giờ tao không biết chỗ này là chỗ nào luôn nữa. Mười mấy năm nay hả, tao đi chỗ này, chỗ kia, đi tùm lum chỗ hết trơn á. Nhưng mà có cái chỗ á, tao đi về nhà ba mẹ tao là tao không biết đường đi à. Trời. Tao không hiểu sao luôn á. Trời, tưởng đâu ông biết rồi, ông biết nhà ở đâu, ông chỉ tôi đi rồi tôi sẽ giúp đỡ ông, đưa ông đi về nhà để cho ông gặp ba mẹ ông lần cuối. Rồi sẽ đưa ông đi về chùa cũng được, nhưng mà giờ không biết sao tôi giúp được. Gặp mày biết sao không? Sao? Lúc cái thời điểm đó hả, tao có đi làm á, rồi á, tao ở nhà trọ nữa, tao ít có ở nhà. Ý em nói là ngày xưa á thì còn nhỏ hay gọi gia đình thì ở sống Đức Hòa phải không, nhưng mà đúng ông rồi. Đi làm chỗ khác, ông ở nhà trọ như vậy. Đúng rồi. Bởi vậy á tao không có tìm đường về nhà tao được á. Vậy ngày xưa ông làm công ty hay gì? Thì ngày xưa tao làm công ty. Ông đó ông làm ở đâu? Cái công ty đó hồi đó kêu cái tên gì nó khó lắm mày ơi. Ý là cái chỗ á, chỗ ông làm ở Bình Dương hay là ở thành phố hay là ở... Ý mày nói hả? Đó tao làm ở Đồng Nai á. Ý trời lực ơi, tự nhiên ở Đức Hòa mà ra tới Đồng Nai làm luôn. Thì á, đi á, cuộc sống mưu sinh mà. Không, chứ mình ở đây á, lúc chỗ tao còn sống á, cái lương nó rẻ quá, một tháng có hả, 2 triệu mấy à. Rồi á, không có đủ thu nhập cuộc sống mày ơi. Rồi còn ba mẹ già nữa, ra ngoài đó làm á, thì được 4 triệu mấy, 5 triệu. Mà làm cực khổ dữ lắm mới được cái số tiền vậy á nghe. Mày làm cho tới tối luôn á. Là hả, tao làm mà tao hả, có khi có bữa là nhịn ăn luôn á. Trời. Tại vì á, ở trọ này kia rồi chi phí đồ ăn nữa đó. Nói chung á là nó cũng khổ lắm mày ơi. Nhưng cuộc sống mình phải ráng làm á, chứ không làm á thì không không có tiền để lo cho cuộc sống. Wow.
Rồi đó, hai mấy tuổi rồi ông bạn có vợ con gì chưa? Chưa, lúc đó chưa đâu hả? Có vợ. Ờ. Vậy là mất lại xương người luôn. Rồi không có biết đường về nhà. Không, thầy á, tao đi làm á, chỉ có dịp Tết là tao mới về nhà thầy thăm ba mẹ tao với gia đình thôi. Lễ là không về thăm ba mẹ luôn. Lâu lâu có khi lễ á, lễ này kia tao có khi tao về được. Còn có khi á, những cái hàng mà nhiều quá đó, rồi nó mướn nó trả tiền gấp đôi á. Trời. Cũng chỉ gì á, mình cần tiền rồi tao mới ở lại tao làm luôn. Tao cũng có ít về thăm gia đình dữ lắm. Wow. Trời ơi, thấy ông bạn cũng tội quá. Thôi, thấy ông bạn vậy cũng tội. Thôi giờ tôi cũng giúp đỡ cho ông bạn một phần lễ nhỏ nhỏ ha. Thì ngày hôm nay tôi đến đây á, thì tôi cũng có đem theo cơm, chai nè, bánh với lại trái cây. Thì xin phép ông bạn tôi lập cái bàn cúng ở đây, là tôi cúng cho ông dùng nha. Có không mày? Trời, bạn bè không phải tôi dốc mà không? Ừ, đúng rồi. Thì bạn bè tao tin tưởng mày đó. Đâu mà đem ra cho lấy dạ. Niềm tin là đấy, trời. Sao quen cái bạn. Rồi trước là sao quen. Ghê, đại lộn, lộn. Tôi mở cái hộp kia. Không này, không này. Dạ, đây nè. Đấy, cơm chay. Nói chung là hộp cơm này nó nhỏ nhưng mà có thể là tạm thời cho ông bạn no đủ nha. Thử miếng. Đồ có lý à mày. Thơm quá. Ừ, trời ơi, thơm không? Thơm. Thôi vậy để về tôi lập cái bàn cúng ở đây luôn ha. Tôi cúng trong vùng luôn chịu không? Ông bạn cốt. Ông bạn bè mà mày cách sao chi? Có nhiều đem ra hết cho tao dùng đi. Trời ơi, đi thôi đi cha. Đem sao vậy? Đem cho hết ông dùng rồi chút xíu tôi giúp chỗ khác sao tôi giúp được. Không lẽ ông mình ăn hết hai hộp cơm hả? Thôi bạn bè, nghe tao ghẹo mày chơi vậy thôi. Chứ hả? Tao cũng thường đúng mà. Vong linh hồn ai thì tao á. À. Ăn ở cõi tàu bà tao thấy cái cảnh đối khác dữ lắm. Không, nói chung là ông cũng thông cảm đi, tại vì tôi đi một đêm á, tôi đi nhiều chỗ. Tôi cũng giúp được nhiều ông linh, đúng không? Chứ phải một mình ông bạn. Nên là tôi cũng phải là chia sớt ra để mà tôi giúp. Chứ bây giờ mà tôi cúng ông như đây hết phần lễ này, tuy ông dùng có thể là hết, có thể là không hết thì tôi không biết. Nhưng mà không lẽ vậy rồi tối rồi nó đêm nó hôm rồi tôi đi mua bánh trái đâu mà tôi cúng cho các ông linh chỗ khác. Thôi, nhiều đây nhiều dữ lắm. Tao dùng không có hết đâu. Đúng rồi, sao hết. Mày cho tao chút đỉnh để tao được no lòng ấm dạ là được rồi. Bây giờ ông có ăn gì nè, ông có 3 sự lựa chọn nè. Bây giờ trong đây có cam nè, mọ bơm nè, với mà măng cục nè, với lại bánh thì tôi phải cho ông dùng rồi nè. Đó, rồi giờ ông ba cái thứ trái cây đó, ông muốn ăn cái gì tôi cúng ông cái đó. Bạn bè là tôi cút ông đi chơi cả đó thôi đó. Thôi. Đòi gì nữa? Tao ăn cam mà chứ tao không ăn bơm đâu. Ăn bơm nổ tôi. Chị cho bánh sáng mà không có được. Bơm này bơm kiếp được hại đâu. Bơm này bơm mấy? Rồi ông có ăn măng cục không? Thôi, tôi bẹo ông bạn chơi vậy thôi chứ tùy lòng ông bạn cho cái gì thì tôi dùng cái đấy thôi. Thôi tôi không có đòi hỏi. Thôi tôi cho ông hai trái cam đi. Cốt cán lắm, tôi cho ông lượng đó nha, lựa đó nha. Chứ một mấy bông linh kia tôi muốn tự cúng, ông cúng gì tôi cúng đó. Còn ông tôi cho ông lựa lắm, cốt tôi đó tôi mới cho đó ông nội. Cốt cán vậy đòi nữa, đúng không? Cảm ơn ông bạn nha. Trời, có gì đâu, cốt cán không, tình nghĩa thôi. Ơn nghĩa gì không biết. Lẹ lẹ đi, nhìn xong chảy nước miếng luôn rồi. Cầm nước miếng không kịp luôn á. Ý à. Nói ăn cái dĩa tam sơn đi mấy ngày tới giờ đói nữa hả? Ồ, cái dĩa đó chỉ lót dạ được thôi chứ ông bạn cũng biết rồi đó. Thường thường á tôi thấy hả, người ta hả làm nhà hay người ta cũng cúng á, nhưng mà họ sắc cái thịt sao mà họ sắc khéo thì ghê luôn. Sao mỏng làm như cái lưỡi lam vậy đó ông ơi. Sao mỏng được, cũng phải dày chứ, tại ông thấy đói quá, ông nhìn nó mỏng thôi. Tôi đưa vô tôi làm bập cái nấu thơm rồi. Ê trời. Không lẽ là tại tôi đói quá rồi tôi ăn hấp tấp, tôi không có biết thưởng thức. Chắc vậy. Rồi ông lang thang ở gõi tàu bà này, ông đi này tây mai đó gì đó chứ, ông muốn chỗ tôi, chỗ tôi ngủ một chỗ hả? Có chỗ đâu mà tôi ngủ, ông khổ dữ lắm. Ừ. Sao hôm bữa tôi đi kiếm đồ ăn á, rồi tôi thấy cái khu nhà mộ này có cái mái che này kia nè. Rồi vô đây tôi trú ẩn nè, gặp bữa đó mưa có gió nữa tôi chạy sất bất sang bang luôn. Rồi cái gì á,
tôi nghe gì sấm sét nghe đùng đùng ha, tôi sợ quá, tôi sợ luôn á. Yeah. Thôi để tôi xin cục thổ đây, xin các ngài ở đây cho ông ra dùng đi, dùng xong rồi tôi đi ôm đi về chùa đi, về đó mình tu nó khỏe, chứ ở đây đang lang thang đói khát cực khổ lắm nha. Nhưng mà có được chỗ tu á, tôi hứa với ông hết, tôi ráng nó tu cho thật tốt vô á. Dạ nam mô Phật, nam mô Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đức Đại Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Lão Thần Địa Cục Thổ này. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng với cái nguyện là muốn được trợ duyên giúp đỡ cho các đang lang thang đó khác trên cục thổ của ngài các ông. Thì con cũng mong rằng các ngài các ông cảm ứng chứng minh đồng thành của con với những quân linh đang trú ngụ ở đây được ra hưởng như phần lễ mà con mang tới để cho họ được ấm lòng no dạ. Thì con xin phép các ngài các ông thấy là cho con đưa họ đi về chùa về núi để cho họ tu hiền tu lành để sớm được đầu thai chứng kiếp luân hồi để làm một kiếp người mới. Chị nó mua Phật nó mua rồi thôi ông bạn nó dùng đi, để xíu tôi vào nó chuyển ông sao nha. Dùng cho no đi nha. Ôi tôi hưởng miếng hương cả, tôi lạnh quá. Hưởng hiên miếng hương cho ấm lòng lại coi, hay sao mà lạnh quá lạnh. Đâu mà nay cũng hên gặp được ông bạn này. Lúc đầu mình tưởng nó ổng cũng giống mình bay ra mình mừng mà tưởng đâu có bạn tôi ghé đây trú ngụ với mình, ai về đâu ổng còn sống, ổng hết hồn mà còn tối mình lại mà cũng được đi, nhờ vậy mà giờ có đồ ăn luôn.
ông bạn. Chào. Sao rồi? Nãy giờ dạ, trời, dùng lễ thấy sao? Ngon đó ông bạn ơi. Ngon hả? Đúng rồi. Tôi nấu cơm á. Lộc lắm rồi á, tôi mới có được cái phần cơm chay ngon vậy để mà dùng á. Ồ, ngon không? Rất là hấp dẫn. Ngon, tôi cảm ơn ông nha. Không có gì, hồi tôi là mới trổ tài nấu cơm á. Rồi, thấy no đủ rồi ha. Đủ rồi, nội cái phần cơm của ông không mà tôi no rồi. Thì còn thêm bánh trái nữa. Trời. Mà có cái quan trọng và ngon đó là được hưởng cái phần hương của ông á. Thấy nó ấm cái lòng lại ông ơi. Trời ơi. Thôi thì nói chung á, thì chắc có lẽ ngày hôm nay á, thì bề trên cũng gọi là sắp xếp cho tôi đến đây để mà gặp ông để giúp đỡ ông thôi. Tôi nghe ông, hy vọng là ông cũng nên tin tưởng và chấp nhận ha, mở rộng cái tấm lòng của mình để có thể là kể cho tôi biết, cũng như là những cái sự việc mà ông phải lang thang cõi ta bà này á, là coi như là vì sao ngày xưa ông mất nè, rồi ông mang oán hận gì hay ông mang một cái nghiệp gì mà ông phải lang thang cõi ta bà này, đúng không? Không được ba mẹ hưởng nhan khói. Thì ông thể, tuy là tôi biết rằng á, là ông cũng mất ở xứ người, không phải mất ở trong nhà. Nó nhiều khi do mình mang oán hận gì đó mình mới lưu lạc ở cõi ta bà này. Thì ông có thể là kể cho tôi nghe được không? Bạn bè mà mình kể nhau, tâm sự lẫn nhau đi. Được rồi, thì để tôi nói cho ông nghe. Rồi có gì cũng nhờ ông giúp đỡ giùm tôi luôn. Rồi, tôi không muốn lang thang ở cõi tàu bà này nữa đâu. Thì thật sự tôi cũng nói ông hồi nãy rồi đó. Hồi xưa tôi đi làm á, tôi cũng ở nhà thọ đó. Đúng rồi. Thì tôi đi ra ngoài đó tôi làm á, thì vô làm thì tôi cũng quen bạn bè đó. Thì cũng được mười mấy hai chục người á. Là trai có, gái có. Là tôi làm chung mà chơi thân với nhau lắm. Thì cũng được một thời gian đó, càng ngày nó càng gắn bó đó, là trở thành bạn rất là thân thiện á. Rồi á, lâu lâu á, là tụi tôi cuối tuần á là tổ chức nhậu cũng đông mười mấy hai chục đứa đó. Rồi hôm bữa nhậu xong á về, nhưng mà trong cái bàn nhậu của tôi á là có con nhỏ bạn kia kìa, là anh tên Thí. Mà nó có chồng rồi đó. Rồi nó nhậu á, kiểu như về chồng nó ghen á ông, ghen tuông á, kiểu như nói là đi làm rồi á mà tụ tập bạn bè nhậu, không biết người nào tốt, người nào xấu. Rồi á, chồng nó cấm cản là kêu không có cho nhậu, giảm chơi là với tụi tôi. Nó là qua hôm sau vô tôi nghe mấy đứa bạn làm chung á, nó nói vậy đó. Rồi á, tôi thấy vậy á, cái tôi mấy... né tránh, tụi mày nói với mấy đứa kia nữa, chắc mày mốt quá à, tụi mình nhậu chắc tụi mình né bớt quá. Rồi á, cái nhỏ cũng bạn chung với tôi nữa, thằng Hồng á, thằng Hồng nó mới nói vậy nè. Nó nói ông nói đúng á, chồng nó ghen quá, mà giờ mình bạn bè thân với nhau thì làm chung, lâu lâu mình mới tổ chức mình nhậu thôi, chứ đâu phải ngày nào mình cũng nhậu đâu mà sao chồng nó khó quá. Mình làm chung thôi mà chứ hay đâu phải lừa đảo này kia đâu mà sao chồng nó nghĩ sâu xa quá. Rồi mấy người kia cũng đồng thuận với tôi luôn, lại vậy. Rồi cái tới cuối tuần sau cũng vậy nữa, tụi tôi cũng tổ chức thì nhậu nữa. Anh em thì nhậu hùng hạp với nhau miếng, rồi người chủ nhật nghỉ đằng đầu tuần mình làm tiếp đó không à, nhậu chia đều ha, chia đều đó. Tụi tôi không có ai mà bao ai hết trơn á. Tại vì mình từng là dân làm thuê làm mướn với nhau, có ít mình dùng ít, có nhiều mình dùng nhiều, nhưng mà mình chia đều. Đó. Rồi cái bữa đó cái tụi tôi mới tổ chức đi nhậu nữa, mà tụi tôi không có rủ nó, không có rủ nó. Xong cái vì một chút xíu cái tụi tôi đang ngồi nhậu, cái nó điện cho con Hồng á. Nó nói ủa bữa nay cuối tuần á, tụi bạn mình có tổ chức nhậu không mà không hú thì tao nghĩ trơn rồi bay. Trời. Tụi bay quên tao, bỏ bê tao luôn rồi hả? Rồi đã chồng quen vậy mà còn đi theo đòi đi theo nữa hả? Rồi á, cái anh Hồng nó nói nó với anh Thi á, nói thôi thì Thi rồi, bữa tụi tao nhậu với mày bữa đó
cũng là bạn bè nhậu vui vẻ ít thôi có gì đâu, mà tao nghe hả, mấy chồng sớm với mấy người kia nói về chồng mày á, nói hả không có cho nhậu này kia rồi ghen tuông rồi này kia nó tùm lum hết trơn á. Rồi á cái Thí nó mới nói á, cái chồng nó đâu có ghen tuông đâu, cái chồng nó chỉ nói là nhậu ít ít thôi để giữ sức khỏe sáng mai còn đi làm nữa. Nó nói với Hồng vậy đó, mà anh Hồng nó nghe là mấy người gần đó là vợ chồng nó đã có cự cãi rồi. Rồi á, nói xong vậy á, chui diện chút xíu là bà ta đâu cái rù bà ta tới rồi nữa. Rồi á, bà ta mới xin vô. Điền, tính ra bà cũng điền ngụ dữ trời. Thì đó, ông thấy rồi á. Rồi á, bà tới luôn rồi tụi tôi sao mà tránh né được nữa. Rồi, dứt luôn. Rồi á, vô nhậu xong. Bánh cho hả một trận nữa. Rồi xong cái bà đi về. Đi về thì hả, chồng của bà hả cũng nói á, là đã tao nói với mày chuyện đó rồi, mày nên tránh xa cái đám bạn đó ra đi. Thật sự cái đám bạn mà chơi chung á, trai có, gái có, biết đứa nào tốt, đứa nào xấu. Lỡ á, mấy đứa con gái đó nó chuốc cho mày sai, rồi nó hả, nó cho mấy thằng thanh niên kia nó cưỡng hiếp mày rồi làm sao? Nó thiệt tình chứ. Mày là vợ tao mà tao nói mày không nghe lời tao gì hết trơn á. Cái đó là hàng xóm kể lại hả? Hàng xóm nói lại với Hồng nữa thì cũng do á, là mấy cái con Hồng nó nói á, là mấy cái nhà hàng xóm gần nó là cũng dòng họ với con Hồng. Đó rồi người ta mới nói á, là kêu con Hồng á tránh xa con nhỏ này ra đi. Chứ hả, mỗi lần mà tụi bay nhậu chung với nó là về á, tao đều nghe chồng nó nói hết trơn á, là dì của Hồng mới qua mới nói với Hồng á, là nói gì muốn tốt cho con thôi, nhắc nhở đó. Rồi con có chơi chung với đám bạn của tụi con á, thì tụi con nói với mấy người kia luôn đi. Chồng nó ghen, nó khó tánh dữ lắm. Nó rồi cái qua ngày hôm sau, vô cái con Hồng nó kể lại cho tôi vậy đó. Rồi cái tôi mới nghe, tôi cũng nói với mấy người kia chắc thôi đi, mình chắc được có tìm cách mình tránh né nó luôn rồi heo. Chứ hả, như vậy hoài có ngày hả, chồng nó tới hả, chồng nó mắng vốn, chồng nó quýnh luôn mình chết luôn á. Rồi cùng rồi sao? Rồi á, tụi tao mới bàn có chút xíu vậy á, là tới giờ đi làm nó vô nó làm á. Cái á, tao mới hỏi nó, Thí, ngày hôm qua á, mày đi nhậu với tụi tao á, về á là chồng mày với mày cự cãi rồi này kia, chồng mày la mày dữ lắm phải không Thí? Nó là cấm là không có cho chơi với tụi tao á, mà biết bạn tốt hay bạn xấu rồi. Thì sợ tụi tao lợi dụng mày chuốc sai thì cũng hiếp mày này kia phải không Thí? Tôi hả, tôi lợi tôi hỏi thẳng luôn á. Nó nói trời ơi đâu có đâu, cái chồng tao nói nhậu ít ít thì về thôi mà, chứ đâu có nói gì tới tụi bay đâu. Rồi á, tao mới nói với nó, thôi đi tao nghe nói hết trơn rồi, chơi nhậu vậy mà hả, bạn bè tao cũng hả chơi thân với mày từ nào giờ mà vậy, chắc mốt tao không dám chơi với mày nữa đâu mày ơi. Trời, nguy hiểm quá. Lỡ có gì chồng mày tới mắng vốn tụi tao á, họ mất công. Rồi nói vậy xong cái tủa ra đi làm. Thì đi làm cái 2-3 tuần sau á, đáng lý là tuần nào tụi tôi cũng nhậu hết. Nhưng mà tụi tôi thấy vậy tụi tôi giãn ra 2-3 tuần mới nhậu một lần để thử coi nó làm sao. Là chưa gì là cái tuần kế á, là nó điện nó hỏi có nhậu hôn rồi. Ôi tụi tôi nghe cái con Hồng nó nghe cái nó nói không, cái nay tao kẹt rồi, rã nhóm hết trơn rồi, không có nhậu đâu, chắc cũng còn hơi lâu á. Mà Hồng nó từ chối khéo vậy đó. Rồi á, xong cái hả, qua tuần sau là tụi tao nhậu là tụi tao lén nó luôn. Cũng tốt. Tổ chức cái chỗ cái quán nó cũng vắng á, cũng tránh né, cũng muốn tốt cho nó thôi. Đúng rồi. Vì hả, vừa nhậu tránh né nó luôn, ai về đâu hả, không biết nó đi đâu đó, nó đi ngang nó thấy. Trời, rồi sao không hay vậy? Tôi cũng không hiểu sao luôn nữa, nó hay thiệt luôn á. Nó thấy, rồi cái nó dừng lại, nó nói, ê, vậy mà nói bạn tốt hen, nhậu mà chớ hề điện đài, chớ hề cho địa điểm gì hết trơn á, tụi bay ghé đây tụi bay nhậu, tụi bay bỏ tao luôn á, vậy mà bạn tốt từ nào giờ á, người ta buồn tụi bay vậy đó nha. Thì nó nói vậy rồi cái hả, mình thấy vậy không lẽ là mình đuổi nó đi, chưa kịp đuổi nó đi nữa thì nó kéo cái ghế vô nó ngồi, nó bợ ly nó uống luôn rồi.
rồi á, nói gì nữa giờ. Cái tôi cũng nói nó không phải là tụi tao tính né mày. Bó tài. Do chồng mày khó quá mày ơi, rồi tụi tao sợ này kia, mất công vợ chồng mày xảy ra xích mích nữa, rồi gia đình không có được im ấm nữa. Tụi tao không muốn vậy, mới giảm mới tránh né mày bớt á. Ừ. Thì á, vừa nói vậy xong á hả, là hả, thằng chồng của nó á cũng nhậu ở đâu sần sần rồi mà không biết là có ai chỉ điểm hay không á. Là tụi tôi đang ngồi nhậu lo nói chuyện không, ông nội tôi ở đâu hả, nên tà tới một bước tới ba bước lui, cầm cái con dao á, chọc, nó bay tới quơ chém cho hả, nghe loạn xạ luôn nó, rồi chém trúng hai đứa bạn của tôi. Ồ. Xong á rồi hả, nó vơ qua trúng tôi nữa, do á nó chạy tới bất thình lình á, rồi tụi tôi lo nói chuyện không đó, không có để ý đó, rồi nó quơ loạn xạ đâu có biết đâu, rồi á trúng bạn tôi chạy tá lả luôn, rồi nó quơ trúng tôi á, đứt cái mạch máu tay nè, rồi do ban đêm nữa, rồi á quảng loạn rồi không có ai phụ tôi để mà băng bó đó, rồi do máu nó chảy nhiều quá nữa, rồi ổng hả ổng dí tùm lum hết trơn ông ơi, rồi tôi nói chạy tán lạc, tôi thì máu chảy nhiều quá, rồi tôi không có kiềm chế, không có cầm cự được á, rồi từ từ á tôi quỵ xuống đó rồi tôi mất luôn á. Ồ. Bởi vậy á, từ lúc mất tới giờ tôi nói ông á, tôi không có tiền đường về nhà được, tôi lang thang nay chỗ này mai chỗ kia, rồi vừa đói khát rồi vừa lạnh lẽo nữa, không phải nói chứ cuộc sống ông cũng biết rồi đó, bạn bè á tôi cũng đâu có muốn những cái chuyện nó xảy ra đâu, tụi tôi cũng muốn tránh né dữ lắm, nhưng mà do hả cái kiếp nạn hay là cái nghiệp của tôi hay sao á, nó tránh né cũng không có được nữa ông ơi, rồi phải xảy ra cái chuyện như vậy đó. Rồi thật sự tôi nghe ông nói thì cái nguyên nhân chắc do bà cô bà Thí ra rồi, tại vì mấy ông đã trốn bả đi nhậu rồi mà cuối cùng bả không quay lại, bả chắc cũng vụ huyền hay gì đâu, hay là tại hôm vui không biết, nhưng mà nhiều khi thì nhì vì cái chuyện đó đó, rồi ông mới mang một cái hốt hận chích oan đó, rồi mới lang thang của tao bà này. Còn nhiều khi có thể là do ba mẹ không biết á, ông mất ngoài đường ngoài xá, rồi không có nhờ thầy đến để mà cầu hồn phách ông về để cho ông hưởng nhân khói, cho nên mới lang thang của tập bà này. Thì thôi thì tôi nói cái này đi, dù gì bạn bè đúng không, mình cũng lỡ lầm để mà ông mất rồi, thì chắc có lẽ bây giờ chồng của cô Thí đó thì là cũng đang chịu một cái hình phạt của pháp luật, họ cũng đang là trả một cái nghiệp ở cổ ta bà này rồi. Đó, chính vì vấn đề đó thì tôi mới nói ông thế này, là ông nên buông bỏ đi, đừng có mang cái oán hận nữa, đừng có nhớ nhung về nhà cửa nữa. Tại vì bây giờ nếu mà ông nhớ đường về nhà thì tôi cũng vẫn có thể đưa ông đưa về nhà được. Đó, thì tôi hút ông vào hồ lô, xong rồi tôi chở về tới nhà của ông, rồi tôi thả ông ra cho ông gặp ba mẹ lần cuối. Nhưng mà bây giờ vấn đề là ông không có nhớ đường, nhớ xá thì làm sao ông đi được. Tôi không có nhớ tôi đường sau mà tôi kiếm, đâu. Tôi kiếm cái được. Đầu, cái đầu của tôi, cái tâm trí của tôi không có nhớ nổi. Người đó. Tôi suy nghĩ tới là nó nhức đầu dữ lắm. Ừ, thì vấn đề đó vậy tôi mới không có giúp ông được. Đó thì tôi mới khuyên ông là nên thì chấp nhận tôi gửi ông về chùa đi. Thứ nhất là về chùa mình sẽ được các sư thầy ở chùa núi à, cúng ký hàng ngày cho ông dùng. À, cái thứ hai nữa là mình sẽ được về trên sắp xếp chỗ trong trú ngụ, khỏi phải nắng mắc mưa, khỏi phải gặp những sát đánh. Nói cái thứ ba nữa là quan trọng nhất á, là mình sẽ được bề trên giảng đạo Phật pháp, thuyết giáo cho ông nghe kinh niệm Phật đọc chú. Là trước là có thể cho ông giảm bớt cái nghiệp, giảm bớt cái oán hận trong lòng của mình. Sau đó là tạo cho ông thêm một cái phước đức để sau này mình có thể là mình sống đào thai chuyển kiếp, mình sống cuộc sống thoải mái hơn. Đó. Tại vì mình cũng phải thấy là tu nghiệp nè, mình phải giảm nghiệp nè, rồi nhiều khi mình cũng phải tích phước đức, còn khi mình tu tập thì kiếp sau mình đầu thai mình mới có thể sống được cuộc sống thoải mái, tốt lành, an cư lập nghiệp. Chứ nhiều khi bây giờ ông có oán hận thế này, nó thì có thể 5 năm, 10 năm nữa ông cũng vẫn đầu thai được. Có thể ông đầu thai thành người luôn, cũng có thể thành động vật, thực vật. Nhưng quan trọng là mình không có tích phước đức thì mình kiếp sau mình đầu thai mình khó sống, mình sẽ cũng vẫn còn mang cái nghiệp, mang cái oán hận trong người, thì mình có không có thể nào mình có cuộc sống thoải mái được. Nó thì nhiều gì mình cũng mới gặp nhau lần đầu, cũng đã có tình cảm như bạn bè thân thương mến thương với nhau. Nó thì tôi khuyên ông nên chấp nhận, tôi giúp đỡ ông đi ha. Với gọn đây lang thang tối khác thì ông thấy nè, tối khác lạnh lẽo như vậy,
rồi đâu có ai cúng kiến cho dùng. Rồi nhiều khi thì ông ra ngoài kia ông dùng được phần lễ 10 ngày nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng không có dùng được lần. Còn về chùi nó ngày nào ông dùng ngon lành, ấm cúng, khỏi phải sợ. Rồi về đó có mấy ngày hộ pháp ta bảo vệ ông luôn, không phải sợ gặp những con quỷ dữ, cũng không phải sợ gặp những phong linh mạnh hơn mình hành hạ đánh đập mình. Nó thì ông thấy sao? Ông thấy yên tâm, tin tưởng tôi thì để tôi giúp đỡ ông nha. Rồi thì nãy giờ tôi cũng nghe những lời của ông nói rồi, thì thật sự tôi lang thang cũng đã lâu rồi, vừa đói khát và vừa lạnh lẽo nữa, mà hôm nay được ông giúp đỡ đưa về chùa, về núi, về đó có chỗ trú ngụ nè, rồi có được các sư thầy cúng kiến cho dùng mỗi ngày nữa, rồi được thiết giáo Phật pháp, đọc kinh niệm Phật, đúng rồi, sớm được chuyển kiếp đầu thai nữa, đúng rồi, như vậy á thì quá tốt rồi. Vậy thì ngày hôm nay á, ông làm ơn ông giúp đỡ ông đưa giùm tôi về chùa đi nha. Rồi nhưng á, mà tôi nói nghe nè, sao? Thì á, tôi không biết sao chứ lần đầu gặp ông thấy cũng thân mật giống như là bạn bè. Nhưng nó mà trước lúc ông đưa tôi đi á, tôi nói với ông cái này nè, ông giúp đỡ cho tôi nữa là ông nghỉ đi. Sao ông nghỉ cha? Ông đừng có đi giúp đỡ, đừng có làm cái nghề này nữa ông ơi. Sao vậy? Tôi thấy ông á làm cái nghề này đi á, nó băng đi nguy hiểm hơn, rồi vừa nguy hiểm nữa nè. Rồi hả, biết có tiền có bạc gì hay không, rồi ông cứ bỏ cái công ông ra, ông đi làm ông giúp đỡ thì tôi biết cái đó cũng là cái điều tốt rồi. Nhưng mà làm không có tiền có bạc gì hết, rồi ông lấy cái gì ông lo cho gia đình ba mẹ già của ông. Nhiều khi ông nghĩ làm cái này á, ông ở ngoài á, ông đi tìm cái việc làm giống như tôi mà lúc tôi còn sống đó, tôi làm công nhân đó, một tháng tôi cũng được vài triệu đó, cũng gửi về để lo cho ba mẹ già được. Còn đằng này á, ông không đi giúp cái này là tôi biết là ông cũng có cái lòng tốt, nhưng mà không có tiền bạc gì hết, rồi cứ ngày qua ngày ông đi năm này tháng nọ, rồi ông không có được đồng bạc nào hết, rồi những cái phần lễ như là bánh trái mà ông cho tôi dùng nè, rồi hương với nước nè, không lẽ là ông lấy giấy ông mua sao? Trời. Ông cũng phải xin tiền ba mẹ của ông, hay là ông đi mượn tiền bạn bè ông mua nữa chứ. Bảo vậy thì tôi thấy thì thôi, không mấy thì ông nghỉ làm cái nghề này đi, ông tìm cái việc gì đó làm để kiếm tiền lo cho gia đình đi ông ơi. Thì nói chung á, thì cái nghề này là cái nghề tự nguyện của tôi chỉ muốn là thấy những hồn ma như các ông vậy đó lang thang đói khát lạnh lẽo á, thì tôi muốn đi giúp thôi, nó chứ không phải là vấn đề tiền bạc. Thì nói chung thì tôi nói ông thế này, thì tôi đi thế này thì tôi cũng có ghi cái hình lại, rồi tôi về tôi cũng đăng lên cái YouTube á, chắc ông biết mà, mới mất đây mấy năm mà chắc biết YouTube nha. Nó thì đăng lên đó thì mọi người có xem á, thì cũng gọi là như giúp đỡ tôi ít kinh phí, như là cái lượt xem vậy đó, là dù một tháng thì mấy YouTube có thể trả tôi được vài triệu, 2-3 triệu gì đó, thì tôi cũng lấy tiền đó tôi mua bánh trái tôi cúng vậy nè. Nó cứ đi giúp vong này mà không có tiền thì tiền đâu tôi giúp nổi. Nói lại phần nữa thì ban ngày tôi cũng có đi làm, nói chung công việc của tôi thì nó bấp bênh, nó không có ổn định nguyên tháng, thì dừng tháng làm nhưng được chừng mười mấy ngày thôi, tại vì nói chung công việc bấp bênh, rồi nhiều khi gia đình này kia nọ nó cũng đủ thứ chuyện trơn á. Nói như thôi không sao đâu, cái chuyện đó thì để qua một bên đi, quan trọng là tôi chỉ có thấy các vong linh được ấm no ở chùa ở núi là tôi vui rồi. Tôi cũng có niềm vui là được như vậy thôi. Còn vấn đề mà nghĩ giúp hay giúp thì cái chuyện nó tính sao đi. Khi nào mình còn đủ duyên thì mình còn giúp, mình hết duyên thì mình nghĩ thôi ha. Rồi, tôi biết rồi. Thì ông nói thì tôi hiểu rồi. Thì tại vì tôi cũng thấy là tôi cũng xem ông như là bạn bè đi. Tôi cũng muốn tốt, cũng muốn lo lắng cuộc sống cho ông về sau này thôi. Rồi, cảm ơn nhiều. Tôi cũng cảm ơn ông. Vậy thì ngày hôm nay ông giúp đỡ giùm tôi đi nha. Rồi, tôi cũng cảm ơn ông đã quan tâm chia sẻ tôi nha. Rồi, không có gì. Rồi, vậy giờ ông chấp tay lên niệm số chỉ nó môi vật đi, thì tôi sẽ mở luôn sáng đưa ông đi ha. Thì về tới cổng chùa thì ông cứ trình nguyện 2 ngày hộ pháp ở đó, thì 2 ngày cho ông vào trong nha. Rồi, tôi xin nghe lời của ông. Dạ, nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Ây da. Vậy rồi cả nhà, thì con cũng đã giúp đỡ được ông bạn Vũ này dịch chùa núi này tu hành học đạo rồi cái nha. Tự nhiên ông ngồi ông nói sao ông nhìn thấy thì con có một cái hoàn cảnh cũng khó khăn cái nha. Ông nói cái nhà chắc cũng có nghe rồi. Thì nói chung thì nãy nói ổng thì cũng như ấy thôi cái nha. Thì do là giờ cái duyên số của mình thì cô cũng chỉ muốn, thứ nhất là con chỉ muốn là nhìn thấy những vong linh được đi về chùa về núi để cho họ được tu hành học đạo, như vậy là con đã vui rồi. Còn cái vấn đề tiền bạc thì bây giờ mình kiếm không được thì từ từ mình kiếm đó nha. Bây giờ cái số kiếp mình, số phần mình chắc ở bề trên mà sắp đặt rồi. Thì như con nói thì giờ mình còn duyên thì mình còn giúp, thì khi nào mình hết duyên, mình đủ duyên rồi đó thì mình ngưng đó nha. Chứ giờ không lẽ mình bỏ ngang, nhiều khi thấy vong cũng lội. Thì cả nhà thấy vậy đó, mỗi lần con đi thì mỗi lần vong nói tối khác lạnh lẽo. Không lẽ nhiều chính vì vậy cái gì mình không có khả năng nữa cái mình bỏ, mình nghỉ. Thì rồi ai giúp vong? Thì đúng là con không đi giúp vong thì cũng có rất là nhiều người khác, những chú, cô, chú, anh chị, ba khác giúp. Nhưng mà có thêm con thì có thêm một hai vong linh một đêm nữa để được đi về chùa. Còn nếu không có con thì giảm như bớt lại cái nha. Thì tuy rằng con chỉ là một cái hạt cát nhỏ trên cái sa mạc thôi, nhưng cũng muốn góp thêm một phần nào đó cho cái xã hội này, cho cái cõi Ta Bà này có thể được bình yên hơn, để cho cuộc sống thoải mái hơn đó nha. Dạ, thì hy vọng rằng thì thông qua cái video này thì cái nhà bạn có thể là xem á, thì ủng hộ, đăng ký, like thật mạnh, chia sẻ thật mạnh đó nha. Để thứ nhất là tạo thêm cái tinh thần để con có thể là thấy có một cái niềm tin, có một cái động lực của cả nhà mình đã ủng hộ. Thứ hai nữa là cho lượt xem nó cao lên để tạo thêm ít kinh phí để con đi mua bánh trái như thế này để cúng vong nha. Dạ, thì cuối video thì cũng cho phép con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thì thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, đặc biệt có thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe, thanh tâm an lạc trong công việc cuộc sống. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo.